ngải với nhau rồi cũng ấy luôn, chịu đấy, đùa. Các bạn làm như thế thì nói làm gì? Cô khóc rồi á? Khóc đâu mà khóc? Khóc đừng khóc, điêu. Cô giáo buồn khóc ợp like rồi. Điêu mấy người điêu, em nhắn tin xem. Cô giáo khóc ợp rồi, DK gì nữa? Có gì đâu mà khóc? View cao là cũng là một cái dở nha mọi người. Toàn ở đâu vào, toàn trêu. Trêu rồi kích đả. À mọi người trêu đấy. Trêu. Còn hay mô sức thật nha mọi người ơi. Cô giáo buồn khóc á, cô ợp rồi á. Khóc nhưng mà sao lại gì? Khóc? Mình có làm gì đâu mà không. Nam làm gì không? Không, em có lại giờ ngồi đây bán hàng mà. Sao lại khóc nhỉ? Hay là buồn cái gì? Điêu ấy, mấy bạn này điêu ấy, khóc đừng khóc. Ôi mọi người trêu đấy, mọi người trêu đấy. Đây, không phải khóc mọi người ơi. Ôi giời, nhiều người bảo khóc thật. Thật, thật, thật. Ô, thật à? Nhưng mà cái này trêu ấy thật đấy. Khóc đâu mà khóc, nhiều người buồn. Chết dở rồi. Đấy, vào cái nghề BK này khổ lắm nha các bạn. Không đùa được đâu. Toàn những người nó đi kích đểu nhau ấy. Đi kích đểu ấy. Đấy, người này thì qua kênh người kia bảo là ông này như này kia rồi. Đấy. Đâu. Khóc thật. Đâu. Cô giáo ở tớm không đùa. Còn 15 chút đó mọi người ơi. Trêu ơi, trêu ơi, mọi người trêu đó. Bây giờ không biết tin ai nữa các bạn. Thôi còn 15 chút nữa nha mọi người ơi. Khoảng 50% là bảo khóc. 50% là bảo không khóc, trêu đấy. Đấy, thì mình không chọn phương án nào cả. Mình gọi cho người thân. Gọi cho người thân. Mình gọi cho người thân. Thôi, gọi thôi. Gọi thôi đi. 50% là của khán giả. Trên đài khán giả đang ngồi xem. Và 50% nữa là tất cả mọi người ở ngoài đảo về đất liền. Không mình nghĩ là nên bấm phương án gọi cho người thân. Thôi, chính xác nhất. Đâu có khóc đâu. Đúng không ạ? Điêu. Mọi người điêu ấy. Gọi là biết liền. Đâu đây mình gọi nào? Mình gọi nào? À mà mình làm gì có Facebook nhỉ? Đây làm gì có Facebook đâu? Chứ ông đừng đốt nhà nữa. Để gọi điệp nhá. Sao lại có điệp? Quên này. Quên, không phải điệp đâu. Khô kìa, trời ơi, thề luôn rồi. Dính vào cái này là mệt phết rồi đấy. Đâu, cô đâu? Ờ bôi. Ủa khóc thật à? Khóc đùa thật à? Đùa chứ mọi người, đùa chứ. Sao lại rưng rưng, nhưng mà rưng rưng vì chuyện gì? Bị tô xích nên cô ợp thôi anh Linh. Đấy, mọi người đấy, tô xích đấy. Tất cả nói chung là nếu mà nói theo như nhìn nhận cái nghề của anh em mình ấy thì tất cả trường hợp BK nếu mà trong cái tình trạng kiểu như Nam hay là quý anh ấy thì sớm muộn gì cũng khó nhìn nhau lắm, khó xử ấy mọi người. Khó xử lắm, là do cộng đồng mạng kích đều nhau cả đấy. Nói chung là hạn chế BK gọi điện FaceTime với nhau là tốt nhất. Đúng rồi. Thỉnh thoảng anh like á, thỉnh thoảng anh like thì mới BK. Chứ còn không bình thường nhá, nhận lễ nhá, cấm luôn, không cho nhận lễ BK. Ok. BK ấy thôi, cho hai đứa gọi FaceTime với nhau là an toàn nhất. Thỉnh thoảng anh like thì anh BK, cho vui thôi. Đấy, đừng có BK. Quá BK nhiều. Của anh. BK nhiều nhá. BK nhiều nó không tốt. Khi nào mình nếu như làm BK cho... với cô giáo ấy thì lúc đấy là mình không bán hàng gì cả nha mọi người ơi. Làm cho là cộng đồng chơi các kiểu thôi. Kích đều nhau không được đấy, mọi người thấy mình nói đúng không? Nói đúng này. Đúng. Nhưng mà càng nhưng mà nhiều lâu, tương lâu, tác lâu. Thì càng lại nhiều người để chửi. Càng nhiều view thì càng nhiều tóc xích thì là chuyện bình thường nha. BK nhiều ấy, như hai đứa nha, không vấn đề gì đâu. Hai đứa thì vẫn bình thường thôi, nhưng mà ý là người này người kia trên mạng ấy là sẽ nói làm ảnh hưởng đến hai người. Lúc ấy là hai người là sẽ kiểu khó xử. Bình thường nha mà gọi FaceTime nha là nói chuyện vui vẻ lắm. Chứ lên BK là một chuyện khác rồi. Thế bình thường mà vẫn gọi chuyện bình thường mà, vẫn nói chuyện bình thường mà. Không, như thế là kiểu là nếu mà khán giả nói nhiều ấy, kiểu nhiều người nhiều hướng đấy. BK thì kiểu là người này bảo lời dùng người kia đấy. Rồi là thằng này có lời, con kia cũng có lời hay sao đấy. Rồi cái này nó thực tế là như thế mà. Bao nhiêu người rồi chứ không phải là chắc mỗi Nam với cả quý anh đâu. Nên là cứ bình thường thôi, đừng có gọi nhiều.
đừng có BK nhiều như này này. Đấy, BK nhiều thường xuyên như này này. Một lần thì không sao, hai ba lần thì cũng không sao. Nhưng mà đến thứ lần thứ năm là nhiều người nói. Mình mới hôm qua có một lần thôi mà là bị chửi rồi mọi người ạ. Thế là thôi nha, sợ lắm rồi. Không sợ thì không sợ đâu. Tại vì view nhiều cái gì sợ cái gì. View nhiều như thế sợ cái gì. Đúng không? Để mà bán hàng như. Rồi ok nha mọi người. Mọi người cứ ấy nha, yêu quý mọi anh em ấy, yêu quý quý anh. Thì mọi người cứ theo dõi. Kiểu như là anh em mình cũng lên tạo tiếng cười cho mọi người thôi. Chứ có cái gì đâu, có lấy mất lấy cái gì của các mọi người đâu đúng không? Vì thế mọi người xem cho vui thôi. Đấy, cũng gây cho mọi người tiếng cười mà. Trả phí bằng tiền mạng như có phải là phí hay phí tham gia xem phim đâu. Mạng bên này đắt lắm đấy nha. BK nhiều quá nhanh, sẽ nhanh nhạt. Lâu, ngồi nhiều quá sẽ về nhà mới nha mọi người ơi. Chơi lâu lâu mới bị cây thôi. Cái gì mọi người vui thì vui một hai hôm thôi. Mai lại phải buồn. Đấy. Chứ làm gì mà cái cuộc đời này làm gì có ngày nào cũng vui. Mọi người nên nhớ là như thế. Hôm nay, hôm qua mọi người vui, hôm nay phải buồn tí chứ. Còn bao nhiêu suất nữa được anh ơi? Vui cả ngày thế có gì chỉ ở trong biển Việt Nam Thần thôi. Cười cả ngày thôi. Biển Việt Nam Thần thì mới cười cả ngày thôi các bạn nhé. Hôm qua cười rồi, hôm nay buồn buồn. Cảm xúc của con người. Mỗi ngày một niềm vui. Đấy, nỗi buồn, đấy các kiểu. Chứ ngày nào cũng muốn BK cho vui. Cười đến nỗi điên ra điên như thế nào. Thật đấy. Cười nhiều là điên đâu. Cười nhiều là điên đó, không tốt đâu. Thế là mọi người cứ bình tĩnh thôi. Hôm nay mình chịu khó nghe bán hàng hơi buồn một tí. Đấy, phải buồn. Chứ ngày mai, ngày kia lại cho các bạn vui.